Xin chào các bạn nha, hiện là đang live kết quả trực tiếp ca mụn và thăm nha các bạn. Thì đây là hình ảnh các bạn thấy được trước khi tới la nè. Các bạn thấy là thăm toàn bộ bề mặt da sạm màu nha. Và mụn viêm chủ yếu vùng cằm này, các bạn nhìn vùng cằm nó viêm và nó sần một mảng li ti luôn nha các bạn. Đây là vùng cằm này các bạn thấy không? Nó ẩn và nó viêm, nó sần một mảng li ti như thế này và thăm toàn bộ bề mặt. Bạn này thì có khuyết điểm là lỗ chân lông mặt này nó to nha. Đây, các bạn thấy không? Đây là vùng thăm hai bề má này. Đó, và đây là toàn mặt. Đây là các bạn này. Bạn thấy các bạn sau điều trị mụn thăm tại la, các bạn thấy là hoàn toàn thăm thì cũng hết luôn rồi các bạn. Đây nha, cái phần thăm này các bạn thấy phần thăm vùng trán này. Và đó, vùng trán hai vùng má. Và phần cằm là hầu hết toàn bộ rồi này các bạn. Đó, các bạn thấy da sáng mịn nha các bạn. Da sáng mịn mụn và mờ hẳn hết ở vùng thăm rồi. Thăm hầu như là sẽ mờ, nhưng mà đối với bạn này thì cái da này đó, nó đã hết hẳn cái phần thâm đi rồi này. Đây, các bạn thấy nha, vùng mụn ẩn rất là nhiều nha, ẩn bề cằm rất là nhiều này, mà sập miệng luôn nha các bạn. Hiện tại những bạn đang bị tình trạng da như thế nào có thể inbox trực tiếp Villa tư vấn nha các bạn nha. Đây là ca mụn thâm nha các bạn thấy không, da lỗ chân lông sần li ti này, mụn thâm nhưng mà không đều màu các bạn, da bạn này sạm. Bây giờ là da đẹp rồi, sạch mịn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn có thể tham khảo trong những live tiếp theo của Lam.